Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Diều Máy xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm máy ép cắm viên Takeo TK180. Sản phẩm mới nhất sử dụng điện 1 pha. Máy ép cắm viên Takeo TK180 dạng trục đứng. Sử dụng hai trục Nanluno loại lớn giúp ép và nghiền hạt được nhanh hơn, ép ra được chắc hơn. Ưu điểm của dòng máy ép cắm viên Takeo TK180 là sử dụng khớp đồng trục được kết nối từ buni qua hộp vi sai, kết nối trực tiếp giúp máy hoạt động được tối đa công suất, giúp độ bền cao hơn và nguyên liệu được ép nghiền nhanh hơn, hiệu quả hạt ra tốt hơn. Đặc biệt là dòng kết nối trực tiếp như thế này, không thông qua dây côn loa như những dòng máy trước đây, thì sử dụng rất an toàn, không bị đứt dây côn loa văng vào người hay là ốc bạc đạn bị rơ thì cái dây côn loa sẽ kéo làm nhanh hư trục của motor hoặc là trục bạc đạn của Visai. Đây là dòng cải tiến mới nhất của năm 2020, sản phẩm máy ép cắm viên Takeo TK180. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.